Muốn mua Phô Ba nhưng lại sợ mắc. Muốn chọn bản Hàn Quốc của Phô Ba nhưng lại lo. Chà, không biết nó khác biệt gì so với bản Việt Nam. Vậy thì theo dõi video nào, let's go. Điểm khác biệt đầu tiên đó chính là về chính sách bảo hành. Phiên bản Hàn Quốc sẽ không được bảo hành tại Việt Nam, mà mua ở đâu sẽ bảo hành ở đó. Tùy vào chính sách ở tại cửa hàng, các bạn sẽ được bảo hành nguồn màn hình hay không thì đó là vấn đề của cửa hàng đó. Đấy. Còn riêng bản Việt Nam thì 100% các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng tại chính hãng, bất kỳ trung tâm Samsung trên toàn quốc, toàn diện máy luôn các bạn nha. Và nếu các bạn mua và dúng mấy cái việc mà được bảo hành River thì quá ngon. Sự khác biệt thứ hai đó chính là phiên bản Hàn Quốc chỉ có một SIM vật lý và không dùng được eSIM tại Việt Nam. Còn bản Việt Nam thì sao? Hai SIM vật lý hoặc là một SIM, một eSIM. Nên những ai mà muốn mua Phô Ba mà xài hai SIM thì thôi Việt Nam hạn tí nha, khỏi lăn tăn vấn đề Hàn Quốc. Điểm khác biệt thứ ba đó chính là Hàn Quốc sẽ có app nhà mạng, Việt Nam sẽ không có, còn lại y xỉu. Vậy thì chọn phiên bản Hàn Quốc hay là Việt Nam sẽ là hợp lý hơn? Thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu chúng ta và túi tiền chúng ta. Các bạn không ngại vấn đề money, các bạn muốn hai SIM, các bạn muốn được bảo hành toàn quốc thì Việt Nam là chân lý. Nhưng mà đổi lại thời điểm này Việt Nam hơi ít màu các bạn nha, lưu ý vấn đề đó. Còn ngoài ra các bạn thoải mái trong vấn đề tư tưởng, các bạn muốn tiết kiệm thì các bạn chọn phiên bản Hàn Quốc. Tuy chỉ có một SIM nhưng chất lượng là hơi bị xịn nha, đôi khi nó còn nhỉnh hơn cả Việt Nam. Vì sao? Samsung của Hàn Quốc mà. Rồi, bên cạnh đó thì Phô Ba Hàn Quốc đợt này nó sẽ có rất là nhiều màu chúng ta lựa chọn và giá cả cũng gần như là bằng nhau, không có bị chênh lệch màu giống như bản Việt Nam. À, vậy thì chọn cái gì ta? Thôi, comment phía dưới các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào mọi người. Xin chào.